Bão số 3 đã làm hư hại 8 lộ truyền tải điện áp 110 kV với điện trung thế 22 kV và 35 kV, hư hỏng 71 cột điện, đứt trên 19 km dây truyền tải điện và làm 11 trạm biến áp ngừng hoạt động. Đường dây hạ thế hư hỏng 264 cột điện, đứt gần 15 km dây cáp điện và hỏng nhiều trang thiết bị thuộc ngành điện quản lý. Đã có trên 352.000 khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng do mưa bão phải cắt điện gián đoạn sử dụng. Ước tính thiệt hại khắc phục sự cố trên 16 tỷ đồng. Ngay sau bão số 3 đi qua, 100% doanh nghiệp thuộc các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã khắc phục điện năng để sản xuất. Tương tự, sau 4 ngày, 100% trạm bơm được cấp điện để phục vụ tiêu úng. Thôn Bảo Châu, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên là địa phương được cấp điện muộn nhất lúc 17 giờ ngày 16 tháng 9. Đây cũng là địa phương nằm trong vùng ngập nước ngoài đê sông Hồng, có địa hình trũng của tỉnh Hưng Yên.